Xin chào tất cả các bạn nha, mình là Đào Liên Hương đây. Hôm nay Hương làm video clip này để chia sẻ đến với các bạn cái bí quyết để giúp các thành viên trong đội nhóm của mình kinh doanh online một cách hiệu quả nhé. Sau khi xem xong video clip này thì mình nghĩ rằng là các bạn cũng sẽ có cách để chúng ta giúp cho cái đội nhóm của chúng ta có cái cách kinh doanh online một cách hiệu quả hơn. Thì như các bạn đã biết là khi chúng ta kinh doanh bất cứ một sản phẩm nào thì chúng ta phải nên lựa chọn cái sản phẩm đấy là sản phẩm tốt và nó có cái giá trị đối với cộng đồng của chúng ta, và khi mà và nó có một cái USP rất là khác biệt. Chính vì thế thì khi chúng ta phân phối cái sản phẩm ra thị trường ấy thì chúng ta sẽ được khách hàng đón nhận, và cái lượng khách hàng quay đầu lại rất là nhanh chóng nhá, và rất là nhiều nhá. Thì để làm sao để cho các bạn hướng dẫn cái đội nhóm của mình kinh doanh online một cách hiệu quả, thì thứ nhất đấy là các bạn có cái sản phẩm tốt rồi. Thứ hai là khi mà các cái đội nhóm của mình mà gia nhập hàng và tham gia vào đội nhóm của chúng ta thì chúng ta phải nên hướng dẫn, chúng có đào tạo bài bản và hướng dẫn cho khách cho các khách sỉ của chúng ta hoặc đại lý của chúng ta phải tìm hiểu về sản phẩm, yêu thích sản phẩm và nêu được những vấn đề về nỗi đau khi mà của khách hàng khi mà sử dụng cái sản phẩm đấy, thì khi đấy thì khách hàng sẽ bán lẻ một cách vô cùng tuyệt vời. Và nữa là các bạn sẽ hướng dẫn chỉ ra cho đội nhóm của mình cách chốt sale qua điện thoại, qua inbox, và chốt sale qua ngay trực tiếp qua bài viết, qua comment nhé. Và cách nữa là các bạn phải chỉ cho đội nhóm của mình là cách đăng bài trên tường Facebook cá nhân như thế nào và cách tối ưu hóa Facebook cá nhân ra làm sao. Đầy đủ các bạn phải hướng dẫn cho đội nhóm của mình làm từng công đoạn một để giúp cho người ta tối ưu hóa cái công việc bán hàng của người ta. Rồi sau đó khi mà những cái sỉ đội đại lý của chúng ta đã biết cách bán lẻ rồi, đã biết cách tối ưu hóa cái Facebook cá nhân của mình rồi, và bây giờ có thể là hướng dẫn cho họ đi tìm khách sỉ nhé, khách sỉ và đại lý. Và để tìm được những khách sỉ và đại lý thì là từ những cái khách hàng tiềm năng và từ những khách hàng cũ, đó chính là những sỉ và đại lý tiềm năng của chúng ta nhé. Và chúng ta cũng nên hướng dẫn cho họ cái cách để đi tìm sỉ và đại lý tiềm năng, và sau khi đã tìm sỉ đại lý tiềm năng rồi thì chúng ta cũng phải hướng dẫn cho họ cái cách để họ cũng truyền đạt lại cho đội nhóm của họ cái cách về bán lẻ, cái cách về tối ưu hóa Facebook cá nhân, rồi cái cách về xây dựng một cái bài viết như thế nào. Và chúng ta phải truyền lửa, chúng ta phải hướng dẫn cho đội nhóm của chúng ta để biết cách nhân, tức là chúng ta phải nhân bản chính bản thân chúng ta ra để cho sỉ đại lý trực tiếp của chúng ta họ làm được như chúng ta, sau đó rồi sỉ và đại lý lại nhân bản tiếp họ ra và họ lại hướng dẫn cho cái đội nhóm của họ. Có như vậy thì cái hệ thống và cái đội nhóm của các bạn kinh doanh online mới thành công được nhé. Nếu các bạn cần thêm những tài liệu kinh doanh về kinh doanh online thì hãy inbox vào Facebook Đào Liên Hương cho Hương, hoặc là comment ngay xuống video clip này, mình sẽ gửi cho các bạn bộ video miễn phí nói về kinh doanh online nhé. Các bạn cảm thấy video clip này hữu ích thì xin hãy nhấn hãy cho mình một like và đăng ký kênh YouTube của mình nhé. Cảm ơn các bạn đã xem theo dõi video clip này. Xin chào và hẹn gặp lại.